Số 627. Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội. Hán dịch: Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ. Quyển Thượng, Phẩm Chánh Sĩ. Nghe như vậy, một thuở Đức Phật hành hóa trên núi Linh Thú tại thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 32.000 vị, 80.000 Bồ Tát đều đạt đến bậc thánh không chỗ nào chẳng sáng tỏ, là bậc sa môn đại sĩ đã đạt thần thông, đã được tổng trì biện tài vô ngại, chân đắc pháp nhẫn vô sở trước bất khởi, hiểu rõ định hạnh, thấy được tâm của chúng sinh để tùy nghi hóa độ mà vì họ thuyết pháp. Trời Tứ Thiên Vương, Trời Đế Thích, Vua Trời Phạm Nhẫn và còn vô số các trời rồng thần, Kỳ Đập Hòa, A Tu Luân, Già Lưu La, Chân Đà La, Ma Hưu Lạc, Nhân, Phi Nhân, vân vân, mỗi loại có hàng trăm ngàn chúng đều đến trong hội. Bây giờ đồng chân Bồ Tát Nguyễn Thủ đang ở trên sườn một ngọn núi khác, cùng với 25 vị chánh sĩ mà giảng luận đạo pháp. Trên các vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Long Thủ, Bồ Tát Long Thí, Bồ Tát Thủ Cụ, Bồ Tát Thủ Tạng, Bồ Tát Liên Thủ, Bồ Tát Liên Thủ Tạng, Bồ Tát Trì Nhân, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Bảo Trưởng, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Sư Tự Ý, Bồ Tát Sư Tự Bộ Lôi Âm, Bồ Tát Dư Hư Không Tạng, Bồ Tát Phát Ý Chuyển Pháp Luân, Bồ Tát Biện Chư Cú, Bồ Tát Biện Tích, Bồ Tát Hải Ý, Bồ Tát Đại Sơn, Bồ Tát Hỷ Kiến, Bồ Tát Hỷ Phương, Bồ Tát Sát Vô Ngạn, Bồ Tát Du Vô Tế Pháp Hạnh, Bồ Tát Siêu Ma Kiến, Bồ Tát Vô Ưu Thí, Bồ Tát Chư Nghị Cáo, đó là 25 vị chánh sĩ. Trên trời đấu xuất có 4 vị thiên tử đều đứng hầu sau Bồ Tát Nguyễn Thủ. Những vị thiên tử đó là thiên tử Phổ Hoa, thiên tử Quang Hoa, thiên tử Mỹ Hương, thiên tử Thường Tấn Pháp Hạnh, là có nhiều vô số kể các thiên tử khác đều đến đó đứng hầu. Những chánh sĩ, các thiên tử ấy cũng đều ngồi lại lần lượt giảng giải, bàn luận hỏi rằng: Thưa nhân giả, muốn biết trí tuệ của Phật rộng khắp vô hạn, không thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không thể diệt độ đến cõi cùng cực, không thể dùng cái ý tưởng nhỏ mọn mà tư duy nguồn cội của áo giáp đại đức. Phải dùng cái phương tiện thệ nguyện gì để mặc áo giáp với giới đức mà có thể đạt tới đại thừa, Phật thừa, các thông tuệ thừa, bất khả tư nghị thừa để cho những điều ấy ứng hợp với đạo ư? Bồ Tát Long Thủ nói: Tích lũy công đức chẳng biết nhàm chán, kiến lập phúc lập tốt lành chẳng thể hạn lượng mà chẳng hủy hoại áo giáp giới đức. Tất cả việc đã làm không mong cầu gì thì điều ấy ứng hợp với các thông tuệ của đại thừa vậy. Bồ Tát Long Thí nói: Tâm bình đẳng rộng khắp, điều hòa ý chí, tính thấm nhuần, ý nhu nhuyến mà lòng nhân hậu kiên trì an trụ chính nguyện, bằng các thông tuệ mặc giáp với đức hóa độ sinh tử thì ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Bồ Tát Thủy Cụ nói: Số kiếp nhiều không kể xiết hướng về đại thừa, mặc giáp giới đức, đối với số kiếp chẳng nghĩ đến kiếp số thì ứng với các thông tuệ đại thừa vậy. Bồ Tát Thủ Tạng nói: Những ai tự kiến lập an ổn cho riêng mình thì chẳng thể đạt đến thông tuệ của đại thừa. Bỏ sự an vui của mình kiến lập cho chúng sinh, muốn cho luôn có sự an vui lớn, khiến chẳng cầu mong cũng không chỗ khởi, khuyến tấn mọi người đứng vững nơi đạo pháp thì ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Bồ Tát Liên Thủ nói: Này chư vị, còn nhớ Như Lai đã giảng rằng, giả sử có người tự chẳng vui thuận, không có tịch tỉnh, chẳng theo luật dạy, mà muốn điều phục tịch tỉnh cho người khác, đem luật khuyên người, thật chưa từng có vậy. Tự mình điều thuận tịch tỉnh, tuân theo luật pháp mới có thể hóa độ, khích lệ được kẻ can cường, rối loạn, ức chế được kẻ phạm cấm giới, như thế thì ứng hợp với các thông tuệ của đại thừa vậy. Bồ Tát Liên Thủ Tạng nói: Kẻ cùng ở trần lao, sống theo pháp thế gian thì chẳng hóa độ được cuộc đời. Những ai chẳng cùng trần lao, sống theo pháp thế gian thì mới có thể độ được đời. Vậy nên Bồ Tát có lợi, thật không lợi, hoặc khen, hoặc chê, có danh, không danh, hoặc khổ, hoặc vui, chẳng động, chẳng lay thì mới ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Bồ Tát Trì Nhân nói: Không thể theo người khác mà đạt đến các thông tuệ đại thừa. Ta riêng một mình mà không có bè bạn, do vì không sinh nên thề mặc áo giáp đức, thiết lập sự hộ trì tất cả, thì ta đã kịp thời đến cứu tế, ủng hộ, lưu tinh tấn dù trong chốc lát cũng chẳng biết nhát, giáo hóa dân chúng, kiến lập phát khởi, học tập, đó là ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Bồ Tát Trì Địa nói: Ví như các nhân giả được sự nâng đỡ của đất,
tất cả các loại trái cây, trăm thứ hạt để ăn, dược thảo, cây cối đều nhờ đất mà sinh, nhưng đất không vứt bỏ thứ gì, cũng chẳng cầu báo đáp. Dân chúng, mọi thứ, mọi loài đều nhờ đất mà sống. Đất chẳng từ chối, chán nản, chẳng mệt nhọc. Khai sĩ, đại sĩ cũng phải như vậy, phải phát tâm như đất, tâm không chỗ chấp trước, chẳng đem vui, giận, khuyên bảo, lê dân, khiến họ hướng về Phật tuệ mà không nghĩ tưởng đến việc báo đền. Ấy là ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Bồ Tát Bảo Trưởng nói, nhân giả nên biết, mặc giáp đức cao thượng mới đến được Phật tuệ, không thể bại hoại khiến phải bỏ đại thừa. Dù ở trong mộng cũng chẳng để tâm vào hai thừa, thanh văn chuyên giác, thường dùng tâm thật, các tâm thông tuệ, vì người giảng giải, tuyên nói với tấm lòng, trân quý, không chỗ tham trước, không chỗ ái kính, khuyên chúng đại thừa, thề mặc áo giáp đức. Học thừa của họ không phải không có thừa, chẳng tăng, chẳng giảm. Tâm họ như vậy, không chỗ kính mộ thì ứng hợp với các thông tuệ đại thừa. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói, thấy chúng sinh rơi vào trong sáu đường mà phát tâm thương xót, ban ân huệ cho chúng sinh, làm người trao cho họ giáo pháp. Họ không tin thì làm người tạo cho họ lòng tin. Họ thiếu trí thì làm người giúp cho họ nghe rộng hiểu nhiều. Họ sân tham thì làm người làm cho họ có trí tuệ. Họ phạm giới thì làm cho làm người giúp họ hộ trì giới cấm. Họ sân hận thì làm người cho họ hành nhẫn nhục. Họ biến nhát thì làm người giúp họ tinh tấn. Họ loạn ý thì làm người khiến họ được nhất tâm. Họ tà trí thì làm cho họ có trí tuệ. Cứ tùy theo chúng sinh xa rời pháp thanh tịnh nào, mỗi mỗi đều ứng với thời tiết, lập đầy đủ các pháp đối trị. Bậc khai sĩ tạo nhiều thủ ấn của gốc đức ấy, đưa đến ba món báu. Những gì là ba? Đó là một, kiến lập đủ cho quần sinh trí tuệ Phật, khuyến khích, giúp đỡ họ đến với Bảo Ấn Thủ. 2. Đã thành tựu của gốc công đức là Bảo Ấn Thủ. 3. Nghĩ tất cả pháp như hư không là Bảo Ấn Thủ. Kiến lập lên như thế nào là ba báu? Đó là ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Bồ Tát Sư Tự Ý nói, các nhân giả nên biết, nếu mặc áo giáp vô ý thì không sợ hãi. Những áo giáp đức đã thề mang vào như áo giáp không khó, áo giáp không ngăn ngại, áo giáp không khiếp nhược, áo giáp không biến nhát, đó chính là Phật tuệ. Vậy hành giả chẳng nên kinh sợ, không khó, không ngại, không khiếp nhược, không biến nhát, lìa khỏi ách nạn, chẳng rỡn lông kinh sợ. Từ đầu đến cuối không lỗi lầm, do bẩn, cũng chẳng ngưỡng mong đức của Đế Hoàng, bình đẳng an trụ trong khổ vui mà không hai hạnh. Như vậy là ứng hợp với các thông tuệ của Đại Thừa. Bồ Tát Sư Tử Bộ Lợi Âm nói, các chân giả nên biết, những việc chẳng phải tài hạnh thấp hèn kia là đã kiến tạo nên người chánh sĩ. Người chánh sĩ hướng về bình đẳng, rời khỏi tà kiến. Người chánh sĩ lòng chất phát mà không vua nịnh. Người chánh sĩ lao nhọc khiêm nhường, nhu thuận, tôn thầy, kính thánh. Người chánh sĩ siêng học chẳng biết mệt mỏi, đã học thì học đến tận nguồn gốc. Người chánh sĩ kính mừng chánh trị, kiến lập chánh nghiệp. Người chánh sĩ nếu có muốn là xả bỏ những pháp ô uế. Người chánh sĩ nếu có sân hận thì ý không có oán kết. Người chánh sĩ nếu có ngu si thì dùng trí tuệ chiếu trừ tối tâm. Người chánh sĩ tịch nhiên rộng lặng gần với kho tàng định. Người chánh sĩ bố thí đều đủ ân huệ và mọi tai nạn bần khổ đều được cứu tế ngay. Người chánh sĩ giữ gìn thân miệng ý trong sáng mà lặng yên. Người chánh sĩ lời nói việc làm tương ứng, tánh tình chất phát ngay thẳng. Người chánh sĩ chí đạt kiên cường, ưa chuộng pháp chân đế. Người chánh sĩ lìa phi pháp, gần gũi hộ trì chánh pháp, ưa hộ trì chánh pháp. Người chánh sĩ khinh thường thân mạng mình, nhưng chẳng bỏ rơi chúng sinh. Người chánh sĩ đã vang dậy danh tiếng, thích bố thí nhưng lòng không ham thích. Người chánh sĩ chí thuần thuộc đạo pháp, tiêu trừ hóa giải hết hung ác giả trá. Người chánh sĩ thì đem kho báu cứu tế nghèo thiếu. Người chánh sĩ là thuốc hay trị lành các bệnh tật. Người chánh sĩ hộ trì những kẻ sợ hãi, khiến họ được tự trở về. Người chánh sĩ dắt dẫn các tà kiến đến chỗ không bờ bến. Người chánh sĩ gắng sức tới độ nhọc nhằn do bẩn, khuyên đến với kinh điển. Người chánh sĩ nhẫn nhịn điều hòa sân giận mà thuận theo điều cần đến làm. Vậy nên kiến lập pháp của bậc chánh sĩ
đó chính là ứng hợp với các thâm tuệ của Đại Thừa vậy. Bồ Tát Hư Không Tạng nói, tu bằng lòng từ vô lượng hư không, hạnh tinh tấn kia chưa từng phải bỏ hạnh đại bi, các căn vui mừng đều lộ vẻ hớn hở, đối với các ái dục đã được vui sướng xem như hư không, bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ đều cũng như hư không, thì ứng hợp với các thâm tuệ của Đại Thừa vậy. Bồ Tát phát ý chuyển pháp luân nói, phát tâm Bồ Tát, đã phát tâm thì chẳng nên phát tâm để cho ma phá hoại được, không để cho Như Lai vui mừng, không để cho trời người chẳng vui mừng, không để cho gốc đức bị hao tổn. Nếu muốn xây dựng đạo ý thì phải tùy thuận khuyến dụ, khiến cho chúng ma tệ ác chẳng làm hại được. Phát tâm mà thuận theo ý Như Lai thì trời người vui mừng, chẳng mất gốc đức mà bản thân đã tạo nên. Tu được tất cả sự phát tâm như thế, tức là chuyển bánh xe pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy, các nhân duyên phát tâm của họ là không có chỗ sinh. Họ hiểu rõ các pháp hằng không sinh khởi. Chư Phật Như Lai thuận theo chánh giác đã chuyển pháp luân. Phát tâm mặc áo giáp giới đức như vậy là ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa. Bồ Tát Biện Chư Cú nói, người chánh sĩ nên biết, cái đạo tâm ấy là người chánh sĩ vào khắp trần lao, sân hại hữu lậu, hữu vi vô vi, cũng vào nơi tội lỗi mà không hệ lụy trong tội lỗi, cũng vào trong việc thiện, cũng vào pháp thế gian, để độ pháp thế gian, cũng vào những điều chấp và đoạn diệt và thường còn, cũng vào những việc của các ấm, các suy, các nhập, cũng vào đất, nước, gió, lửa. Vì sao? Vì phần các nhân duyên đều tự nhiên. Cả tánh vốn thanh tịnh, ở đâu nếu đã có lời nói thì tất cả mọi thuyết giảng đều là rỗng không và không có sở hữu. Ví như hư không, chỗ nào chẳng vào được. Đạo tâm như thế sẽ đến khắp tất cả. Bồ Tát với trí tuệ như thế sẽ trừ bỏ tất cả văn tự, biện tài, phân biệt được các trần là kiến lập được tuệ biện tài. Nếu có thể vào được nhất thánh trí như thế, tức là ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Biện Tích nói, tất cả điều đã nói đều không có lời để nói, tất cả âm thanh là những gì không thể có được. Bồ Tát với trí tuệ như thế thì lời tốt, lời xấu đều chẳng vui, chẳng thích. Ví như núi Thái Sơn, gió thổi đến thì liền bị dội lại mà núi chẳng lay động. Bồ Tát được như vậy thì đối với các học phái khác, tất cả lời nói của chúng sinh chẳng làm lay động được. Các pháp ngoại đạo cũng không trụ chấp như Như Lai đã nói. Đối với pháp ngoại đạo, các pháp khác phải quan sát, không vì đó mà để tăng giảm, cũng không rối loạn tâm mình, thấy hết các biện tài, tất cả các pháp, thấu rõ tường tận các pháp mà chẳng tự cao, cũng không chỗ suy nghĩ. Bồ Tát hay tu hành tuệ như thế, thì ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Hải Ý nói rằng, Bồ Tát đã vào thì như vào biển, hiểu rõ đại đạo, tất cả thanh văn chẳng thể bị kịp. Bồ Tát tin ưa chuyên tâm vào một pháp vị vào bao nhiêu pháp, cũng không có nhiều pháp. Bồ Tát quan sát pháp thâm diệu chưa từng bị mê loạn, đối với pháp chuyên khởi chẳng tăng chẳng giảm, đối với các kinh điển không thấy có nhiều. Đó gọi là không sinh, không khởi. Tất cả chúng sinh khởi nghiệp vì chẳng trồng gốc đức. Phước là không cùng tận, việc giáo hóa không giới hạn. Bồ Tát phải phân biệt rõ, bỏ đi quan niệm đoạn diệt và thường còn, chẳng thọ lãnh các pháp, chẳng đoạn dứt các pháp, phải kiến lập tâm ý, phải kiến lập ý chí làm vô lượng pháp thực khí. Bồ Tát chẳng quên xả pháp, tu tập các thông tuệ, cũng chẳng bỏ pháp đem pháp bình đẳng về chúng sinh thuyết giảng. Bồ Tát phải tu tập tất cả các pháp thiện đức, đầy đủ vô số pháp Phật như thế, đem tấm lòng như vậy mà mặc áo giáp giới đức, thì ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Đại Sơn nói, các nhân giả nên biết, thừa này vượt trên cả thế gian thì gọi là Phật tuệ, hành ấy đã nhập vào thì chẳng thể hạn lượng, do vậy nên vượt qua tất cả chi tánh của thế gian. Đã có thể vượt qua được hành phi thế gian thì chỗ tin tưởng vượt qua thế gian, đã vượt qua thế gian về bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, cũng như vậy đều có thể vượt qua tất cả tuệ của thế gian, việc tạo phước hơn cả mọi phước lộc của thế gian, như vậy mới ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Hỷ Kiến nói, giả sử Bồ Tát mắt thấy sắc mà không ghét, sắc đó tự nhiên thì tâm kia thanh tịnh, ta nghe tiếng cũng không ghét, âm thanh tự nhiên thì tâm thanh tịnh,
mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, tâm hiểu các pháp. Đối với cõi sáu tình mà không ghét, cõi sáu tình ấy tự nhiên vắng lặng thì tâm thanh tịnh, không đem lòng yêu ghét thì tâm thanh tịnh, quan sát chúng sinh thuận theo pháp Phật thì không pháp khí nào không tương ứng. Lại nữa, chúng sinh ở trong tà kiến cũng thấy như ở trong pháp khí của Phật. Người tự yêu mình, ở với vua chúa hoan hỷ theo tập tục, có dịp ban cho lại liền trang bảo, thì tôn kính ngang bằng như thế. Hành hóa của Bồ Tát Đại Sĩ như thế, thì ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Hỷ Phương nói, giả sử có người mắng nhiếc bài bán, khinh dễ hủy nhục đánh đập. Bồ Tát đối với việc này, lòng chẳng ôm hận mà còn vui mừng. Đem tư tưởng bạn lành đối đãi với kẻ đối nghịch, thể hiện sức nhẫn để nhẫn nhục được. Trong lòng vui vẻ tư duy pháp ấy, la mắng chỗ nào? Ai là kẻ la mắng? Tìm hiểu bên trong rỗng không, tự thấy thân mình. La thấy người khác thì hoan hỷ, liệu có thể đem thân mạng, các chi phần như đầu, mắt, tay, chân, vợ, con trai, con cái, quốc gia, thành ấp, xóm làng, của cải, lương thực, đồ, trân báu, ban cho, lòng càng thêm hớn hở, nghe được một câu kệ tụng mà bỏ đi phương vị chuyển luân của vinh hiển ở đời cũng đành. Thường ưa vì cười chẳng nói kinh pháp, chẳng ham thích ngôi vị đế thích, nghĩ rằng khai hóa được một người khiến phát đạo tâm, chứ chẳng cầu về cõi phạm thiên. Nguyện được thấy Như Lai, chứ chẳng tham nơi tam thiên đại thiên thế giới đầy trân bảo quý giá. Từ khi sinh ra đã thông đạt, chẳng thiếu các căn, ưa kính nhuận đạo pháp. Vui vẻ tạo hạnh như vậy là ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Vô Sắc Kỳ nói, giả sử thấy tất cả pháp đến bờ kia chẳng rơi vào tham thân thanh tịnh các cõi Phật, nhìn thấy các cõi Phật cũng đều thanh tịnh, cũng không tưởng hành, thấy tất cả các đức Phật không phát sinh sắc tưởng, thấy được tư tưởng của chúng sinh tuy có nhục nhãn, nhưng nhìn tội phước thanh tịnh đầy đủ thiên nhãn không bị hủy hoại, tuy có được tuệ nhãn lìa khỏi các phiền não, mà vẫn tin ưa Phật nhãn, thành tựu đầy đủ 18 pháp bất cộng của chư Phật, đã được pháp nhãn đầy đủ 10 lực Như Lai. Giả sử Bồ Tát đã mặc áo giáp đức tin để hành hóa như vậy, tức là ứng với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Du Vô Tế Pháp Hạnh nói, này các tộc thánh tử, các nhân giả nên biết, tất cả duyên mà Bồ Tát đã làm đều quy về các tuệ thông mẫn. Vì sao? Vì quán tất cả nhân duyên vốn chẳng trụ ở trong, chẳng ở bên ngoài, chẳng tại miệng nói. Giả sử Bồ Tát chẳng trụ nhân duyên, cũng chẳng ngự trị chướng ngại của phiền não, cũng chẳng khuyến dẫn chướng ngại tội phước, không chướng ngại báo ứng, không chướng ngại các căn, không chướng ngại các pháp, không chướng ngại phi tuệ, đã qua khỏi tội phước phiền não ma giới, thì ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Siêu Ma Kiến nói, các tộc thánh tử, đã trụ nơi ngã, ngã sợ chấp bản thân mình, tức ở với trong nghiệp của ma, đã đoạn dứt ngã, ngã sở chẳng thấy hư vọng, đã trừ kiến chấp thì không còn các ấm, đã trừ các ấm thì chẳng thấy ma, đã thoát khỏi các cảnh giới ma, thì liền thành tựu vô ngại giải thoát môn. Bồ Tát đã thành tựu vô ngại giải thoát môn, thì ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Vô Ưu Thế nói, các nhân giả nên biết, kẻ phạm ác về sau phải chịu nước sôi, lửa bỏng, người làm nghiệp thiện về sau không lo lắng, vậy nên Bồ Tát phải tu nghiệp lành. Điều đã làm thì không thể sai sót, điều đã tạo dựng thì về sau không phải hối hận, không gì ngăn ngại được. Giả sử chúng sinh buồn lo, chẳng vui, thì Bồ Tát vì họ tiết giảm pháp xa lìa lo buồn. Hành hóa như vậy của Đại Sĩ Bồ Tát thì ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Bồ Tát Chư Cáo Nghị nói, thưa các tộc tánh tử, có bậc sĩ phu phụng trì cấm giới thì sở nguyện của họ ắt phải được. Đã đạt được sở nguyện, sự đạt được này là có được. Có được là do không phóng, không buông lung, đã kiến lập được không buông lung thì đủ các phẩm pháp đã pháp đạo. Đã kiến lập đủ các phẩm pháp đạo thì các thông tuệ giới cấm đều chân chánh vậy. Bồ Tát đã an trụ nơi pháp không buông lung thì ứng hợp với các thông tuệ Đại Thừa vậy. Thiên tử Phổ Hoa nói, thưa các tộc tánh tử, ví như khi cây đầy hoa thì đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Bồ Tát dùng gốc công đức để tự trang nghiêm thì giống như cây hoa tươi tốt, đem lại nhiều lợi ích cho muôn dân.
Như cây trú độ của trời Đáo Lợi luôn nở rộ, chư thiên của trời Đáo Lợi không ai không kính ngưỡng. Bồ Tát dùng các pháp môn để tự trang sức mình như thế, thưa chư thiên đồng thần Kiền Đập Hoàng, người Atula không ai không tôn kính. Ví như vầng trăng sáng trên trời không chút bận nhơ, đầy đủ các đức như bậc khai sĩ, chí tánh thanh tịnh, đức nghi hiện hiện đầy đủ thì ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Thiên tử Hoa Quang nói, thưa các tộc thánh tử, ví như mặt trời mọc, diệt trừ hết các tối tâm, xưa nay ánh sáng vẫn hiện hiện. Cũng như vậy, Bồ Tát ban cho trời đầy đủ ánh sáng trí tuệ, đạo pháp trí tuệ. Vì các chúng sinh ngu tối vô minh mà hiện thị ánh sáng lớn, dẫn đường cho các cho chúng sinh đến với pháp tự nhiên. Các u tối kia chẳng có thể che lấp được ánh sáng kia thì có thể tiêu diệt được các tối tâm. Bồ Tát dẫn đường chỉ lối cho chúng sinh an trụ nơi nẻo chánh. Bồ Tát đại sĩ ấy thấy chúng sinh ở nơi đường tà thì hiện đường chánh làm cho an trụ nơi nẻo chánh, thì ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Thiên tử Tâm Hoa Hương nói, thưa các tộc tánh tử, ví như cây tâm hoa, hương thơm của nó xông ra khắp 4.000 dặm, mùi hương ấy không thể tưởng. Cũng như vậy, Bồ Tát đem mùi thơm của giới, bát văn, định, tuệ, giải thoát, tri kiến để làm hương thơm xông khắp tam thiên đại thiên thế giới, để cho hương thơm đạo pháp không nơi nào không lan tỏa, tất cả mùi tật bệnh liền được trị khỏi. Giả sử Bồ Tát trang bị hương pháp này, thì ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Thiên tử Thường Tấn Pháp Hạnh nói, các nhân giả nên biết, người tinh tấn thì không có tâm biến nhát. Vậy nên Bồ Tát tu các công đức mà chẳng chán nản mệt mỏi, thường phải tuân 8 pháp hạnh. Những gì là 8? 1. Lục độ vô cực. 2. Tứ đẳng hợp phạm hạnh. 3. Đạt được ngũ thông. 4. Dùng 4 ân cứu giúp chúng sinh. 5. Chí nguyện ở 3 cửa giải thoát, đạt được pháp nhẫn. 6. Khuyên chúng sinh khai hóa Phật tuệ khiến phát đạo tâm. 7. Dùng phương tiện quyền biến để dẫn đường chúng sinh. 8. Tiếp tế hữu vi, hiểu rõ các pháp. Đó là 8 pháp hạnh, Bồ Tát tuân theo 8 pháp hạnh là ứng hợp với các thông tuệ đại thừa vậy. Lúc ấy, Nguyện Thủ nói với các chánh sĩ và thiên tử, chứ vì muốn biết Bồ Tát có tinh tấn hoặc chẳng tinh tấn đối với các thông tuệ không, vì sao việc quen chứa nhóm là hạnh tại ba cõi? Nếu siêng tu thì gọi các thấy biết đời trước. Quen chứa nhóm thì gọi là bên trong. Nếu chẳng quen chứa nhóm thì gọi là bên ngoài. Quen chứa nhóm gọi là thanh văn địa. Nếu siêng tu gọi là duyên giác địa. Quen tập ấy gọi là ở trong các kết sử mà siêng tu. Nếu tu thì gọi là chẳng đắm trước pháp phàm phu. Quen chứa nhóm thì gọi là danh. Nếu tu thì gọi là sắc. Quen chứa nhóm thì gọi là báo ứng. Nếu tu thì gọi là có sở kiến. Quen chứa nhóm thì gọi là chấp trước. Nếu tu thì gọi có sở đắc. Quen chứa nhóm thì gọi là ngã sở. Nếu tu thì gọi là ngã. Quen chứa nhóm thì gọi là tham lam. Nếu tu thì gọi là bố thí chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm thì gọi là phạm giới. Nếu tu thì gọi là trì giới chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm gọi là sân hận. Nếu tu gọi là nhẫn nhục mà chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm thì gọi là biến nhát. Nếu tu thì gọi là tinh tấn mà chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm thì gọi là loạn ý. Nếu tu thì gọi là nhất tâm mà chẳng có tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm thì gọi là ngu si. Nếu tu thì gọi là trí tuệ mà chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm gọi là gốc chẳng lành. Nếu tu thì gọi là gốc thiện bình đẳng mà chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm gọi là không tội gốc phước. Nếu tu thì gọi là trồng cội gốc đức mà chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm gọi là pháp thế tục. Nếu tu thì gọi là pháp xuất thế mà không có tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm gọi là pháp hữu vi. Nếu tu thì gọi là pháp vô vi mà không tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm gọi là pháp tội. Nếu tu thì gọi là pháp vô tội mà chẳng tưởng kiêu mạn. Quen chứa nhóm gọi là các hữu lậu. Nếu tu thì gọi là vô lậu mà chẳng tưởng kiêu mạn. Đó gọi là chứa nhóm cho đến sự tuân tu kia. Tuân tu lìa kiến chấp, chẳng đắm trước, chẳng đoạn. Nếu Bồ Tát hướng về tôn chỉ của mình, thì ứng hợp với các thông tuệ của Đại Thừa vậy. Lại nữa này các nhân giả, nếu chẳng được đến với các thông tuệ, vì sao chẳng đến? Phải cần những gì để đến với tuệ thông mẫn? Các thông tuệ thì lìa các tạo tác,
các thông tuệ ấy cũng không chỗ đến, cũng không có thành tựu, các thông tuệ ấy lại là các thông tuệ. Cũng không màu sắc hình dáng, cũng không đau bệnh. Tư tưởng sinh tử là hình tướng của thức vậy. Các thông tuệ ấy cũng không phép tắc, cũng không phi pháp. Các thông tuệ ấy cũng không có bố thí. Vì sao? Vì các thông tuệ chính là bố thí. Các thông tuệ lại không có trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ. Vì sao? Vì các thông tuệ chính là thánh tự nhiên. Các thông tuệ ấy không quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì sao? Vì các thông tuệ ấy siêu thoát ba đời. Các thông tuệ không nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm thức. Vì sao? Vì đã vượt trên các cõi vậy. Này, chư vị muốn biết về các thông tuệ. Nếu các Bồ Tát muốn được các thông tuệ an trụ chắc chắn ở thông tuệ, thì phải an trụ như thế nào? Đối với các pháp mà không chỗ trụ, thì đó chính là an trụ ở các thông tuệ. Tất cả các pháp đều chẳng phải ngã sở. Tất cả các pháp đều chẳng phải ngã sở. Các thông tuệ ấy đối với tất cả các pháp không chỗ trụ chấp. Các thông tuệ ấy bình đẳng với phàm phu địa. Bình đẳng với Phật địa thì đối với tất cả cũng là bình đẳng. Các thông tuệ ấy lại làm cho Bồ Tát chẳng phải cầu điều gì nữa. Các thông tuệ chỉ nên theo bốn đại giới mà cầu tự nhiên, tạo tác hành động. Vì sao? Vì tự nhiên ấy không thể nắm bắt. Tự nhiên ấy thì không có hình dạng. Ở đây pháp thiện tên gọi là ngã. Đối với ngã thân mà không có thân, không có thiện ác, không ngã, không thọ, không mạng, không nhân. Giả sử ngã thân không thể nắm bắt, lại cũng không có kẻ khác, thì đó cũng không hành, cũng không thật có. Dù có hình dạng thì cũng không thật, nhận thức ấy cũng không thể nắm bắt, cũng không có thật. Tuệ kia nhận thức đối với sở hữu, vô sở hữu, có thật, không thật, vân vân. Các tuệ ấy là các thông tuệ. Khi Nhuyễn Thụ nói lời này, 2.000 thiên tử đạt được pháp nhẫn bất khởi, 1.200.000 người đều phát tâm nơi đạo vô thượng chánh chân. Phẩm 2. Hóa Phật. Lúc này, Bồ Tát Biện Tích bạch với Bồ Tát Nhuyễn Thụ: Và lại chúng ta nên đều đến hầu hạ Như Lai, để trực tiếp thưa hỏi Đại Thánh là chỗ Đại Sĩ, là Bồ Tát Đại Sĩ, nên kiến lập hạnh gì? Nhuyễn Thụ liền ở ngay chỗ ấy hóa làm Như Lai, hình thể giống như Đức Phật Năng Nhân, đồng chân Nhuyễn Thụ bảo Biện Tích: Này Thiện Nam, Như Lai đang ở đây, sao ông không hỏi việc thiết lập hạnh của Bồ Tát Đại Sĩ? Lúc ấy Biện Tích hỏi Đức Như Lai hóa thân: Kính thưa Thế Tôn, Bồ Tát Đại Sĩ phải thiết lập hạnh gì? Hóa Phật bảo: Như ta đã thiết lập và Bồ Tát cũng phải tu hạnh như vậy. Lại hỏi: Thế Tôn đã tạo lập hạnh ra sao? Hóa Phật đáp: Ta cũng chẳng hành bố thí, chẳng hành cấm giới, chẳng hành nhẫn nhục, chẳng hành tinh tấn, chẳng hành nhất tâm, chẳng hành trí tuệ, chẳng hành dục giới, chẳng hành sắc giới, chẳng hành vô sắc giới, chẳng tạo hạnh của thân, chẳng tạo hạnh của lời nói, tâm chẳng nghĩ đến, hành động. Tất cả không hành động, cũng không nhân duyên, đó chính là hạnh Bồ Tát. Này Thiện Nam, ý ông thế nào? Sự hóa hiện ấy đâu phải là có hạnh ư? Đáp: Thưa Đấng Thiên Trung Thiên, hóa hiện ấy không phải hạnh. Hóa Phật đáp: Đúng vậy, này Thiện Nam, Bồ Tát Đại Sĩ phải tạo hạnh ấy. Biện Tích bạch Nhuyễn Thụ: Này đã thấy Phật thì sẽ không hóa hiện ư? Nhuyễn Thụ đáp: Thưa nhân giả chẳng nghe tất cả các pháp hóa hiện tự nhiên ư? Tướng huyễn biến mà chẳng thoái chuyển. Biện Tích đáp: Đúng vậy, quả thật các pháp hóa hiện tự nhiên, huyễn biến mà chẳng thoái chuyển. Nhuyễn Thụ đáp: Này Thiện Nam, nay nhân giả vì sao nói ta là thị hiện Như Lai sẽ không biến hóa nữa ư? Tất cả chư Phật và tất cả pháp chẳng phải là biến hóa sao? Biện Tích lại hỏi: Ai là người biến hóa? Đáp rằng: Nghiệp thanh tịnh tự nhiên mà hóa ra vậy. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát chẳng nên an trụ nơi ngã nhân thọ mạng. Đối với thánh đạo của Đức Phật và phàm phu mà chấp có an trụ. Biện Tích hỏi Đức Hóa Như Lai: Thưa Đức Thế Tôn, học cái gì để tự chứng được quả Phật? Đáp rằng: Vô học chính là sự học của Bồ Tát. Sự học của Bồ Tát không có hình tượng, cũng không gì so sánh, cũng không chỗ nắm bắt, cũng không tưởng niệm, cũng chẳng lìa tưởng niệm, cũng không có hạnh. Không có hạnh cũng chẳng phải không hạnh, thì đó gọi là sự học của Bồ Tát. Không đắm trước,
chẳng phải không đắm trước, không kiêu mạn cũng chẳng phải không kiêu mạn, cũng chẳng buông lung, cũng chẳng tu tập, chẳng lìa tu tập, không tưởng, không chấp thủ, không chỗ đi ở, cũng không có tưởng, chẳng khởi, chẳng diệt, chẳng đến, chẳng đi, không trụ, không hóa, cũng không có hình, cũng không ngôn từ, ly khắp tất cả các hành tưởng. Thì đó là sự học của Bồ Tát. Người tạo sự học ấy chính là cái học bình đẳng. Học như vậy thì không chỗ hướng về, thì không chỗ tăng thêm, cũng không chỗ hao tổn. Học như vậy cũng không vướng mắc, cũng không chỗ giải thoát, cũng không chỗ nhiễm ô, cũng không lìa trần cấu, cũng không oán kết, chẳng rơi vào ngu tối. Học như vậy mới gọi là học, học như thế thì chẳng xa vào các đường. Này thiện nam, như vậy Bồ Tát Đại Sĩ muốn được đắc đạo vô thượng chánh chân thì phải theo cái sự học của ta. Biện Tích lại hỏi, sao gọi là học Phật? Hóa Phật đáp, như ta không có giới, thì cũng không chỗ phạm, chẳng bố thí, chẳng nhận, chẳng giới, chẳng phạm, chẳng nhẫn, chẳng sân, chẳng tinh tấn, chẳng biến nhát, chẳng thiền định, chẳng tán loạn, chẳng trí tuệ, chẳng ngu si, vô học, chẳng vô học, không có điều gì chẳng thực hành mà ta không chứng đắc, cũng không ai có thể sánh bằng được. Không Phật, không Pháp, cũng không ngã tưởng, cũng không nhân tưởng, cũng không thọ tưởng, cũng không mạng tưởng, cũng không pháp tưởng, cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều không chỗ tạo tác, tất cả các pháp do không chỗ tạo tác nên tự nhiên như huyễn, cũng không có tướng, cũng không có hai. Tất cả các pháp lìa các đối tượng ưa thích, tất cả các pháp mà chẳng thể thấy, tất cả các pháp vượt qua cái thấy của mắt, các pháp bình đẳng không sai khác, đặc thù, các pháp ngu tối mà không lối đi, vô vi không người nên không lời dạy bảo, nên không xứ sở, không có lời dạy bảo nên không chỗ sinh. Ai tin điều này thì chẳng nghĩ có chỗ tin, cũng chẳng tự đại, cũng chẳng nghĩ đến đạo. Vậy nên này thiện nam, nếu có Bồ Tát so sánh như vậy để học Phật đạo, thì chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng khó khăn, chẳng lo mới là Bồ Tát. Này thiện nam, như sự sợ của hư không, chẳng sợ lửa, chẳng sợ gió, chẳng sợ mưa, chẳng sợ sương mù, chẳng sợ bụi, chẳng sợ sấm, chẳng sợ mây, chẳng sợ chớp, chẳng sợ tuyết. Vì sao? Hư không là tự nhiên, nên gọi là sợ như hư không. Cũng như vậy, Bồ Tát đối với tất cả pháp mà không chỗ sợ, đối với tất cả pháp chẳng nghĩ vô khổ vui. Giả sử tâm Bồ Tát bình đẳng như thế, thì có thể thành Phật, hàng phục các ma, thành được đạo vô thượng chánh chân, là tối chánh giác, đồng thời có thể dẫn đường, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Khi Đức Hóa Phật nói lời này xong, liền biến mất không biết ở đâu. Bồ Tát Biện Tích hỏi Nhuyễn Thủ, nay Đức Như Lai đã về chỗ nào? Đáp rằng, về từ chỗ đã đến đây. Bồ Tát lại hỏi, Như Lai từ chỗ nào đến? Đáp rằng, như chỗ đã đi. Lại hỏi, thưa Bồ Tát Nhuyễn Thủ, vậy sự hóa hiện ấy không từ đâu đến và không đi về đâu? Đáp rằng, này thiện nam, ví như sự hóa hiện ấy không từ đâu đến cũng không đi về đâu, thì tất cả các pháp cũng lại như vậy. Tất cả chúng sinh không có khác, chẳng đến, chẳng đi. Lại hỏi, thưa Bồ Tát Nhuyễn Thủ, tất cả các pháp đi về đâu? Đáp rằng, về với tự nhiên. Lại hỏi, tất cả chúng sinh về chỗ nào? Đáp, sẽ tùy theo sự tạo tác của họ. Lại hỏi, thưa Nhuyễn Thủ, tất cả các pháp không tạo tác, không báo ứng ư? Đáp rằng, thiện nam, pháp giới ấy không tạo tác, không báo ứng, không đi qua bình đẳng chế ngự các pháp, thì đó là pháp giới. Lại hỏi, tại sao nói có tạo tác, có báo ứng, có qua đi mà còn gọi là không qua đi? Đáp, này thiện nam, sự tạo tác ấy như thật, quả báo ấy như thật, sự đi qua cũng vậy. Lại hỏi Bồ Tát Nhuyễn Thủ, sao gọi là tạo tác, báo ứng là gì, sự qua đi do nhân ra nào? Đáp rằng, tạo tác ấy như thật, báo ứng cũng như thật, sự qua đi cũng như thật. Lại hỏi Bồ Tát Nhuyễn Thủ, như thật ấy không gốc chăng, cũng không có tạo tác, không có báo ứng, không có nơi để đi chăng? Đáp rằng, này thiện nam, như không có nguồn gốc, cũng không tạo tác,
cũng không báo ứng, cũng không có nơi đến đi đến. Do đó tạo tác báo ứng, nơi đi đến cũng thế. Không đến không đi, tạo tác báo ứng, đều đến nơi đã đến. Như ấy là gốc, không chỗ quy thú. Khi nói lời, ở trước Đức Thế Tôn Năng Nhân, Hiền giả Xá Lợi Phất, Hiền giả A Nan và các đại đệ tử khác đều nghe lời giảng ấy. Hiền giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, kính thưa Như Lai, thật là chưa từng có các chánh sĩ ấy là những bậc đại thánh nhân mà đồng thanh gầm lên tiếng sư tử về một pháp. Họ nói không biết bao nhiêu âm thanh, lời nói cùng phù hợp với pháp mà không lầm lẫn lộn xộn. Ai nghe những điều ấy mà chẳng phát tâm nơi đạo vô thượng chánh chân ư? Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, đúng như điều ông nói, Bồ Tát học rộng không trở ngại, điều đã nói hôm nay không chỗ ngăn ngại. Như đã gieo giống ấy thì ắt thu hoạch được quả kia, như xuất hiện báo ứng ấy thì cũng thế. Như vậy Bồ Tát học không ngăn ngại, theo thánh tự ấy mà nói phân biệt. Như Xá Lợi Phất vốn đã học điều cấm giới, nên có trí tuệ biện tài cũng thế. Bồ Tát Quang Minh Tịnh hỏi Thế Tôn, sao gọi là sự học của Thanh Văn, sao gọi là sự học của Bồ Tát? Phật dạy, có giới hạn, có ngăn ngại là sự học của Thanh Văn, không giới hạn, không ngăn ngại là sự học của Bồ Tát. Học của Thanh Văn vì sự giới hạn kia mà trở thành ngăn ngại, do cái điều này nên nói có giới hạn trở thành ngăn ngại, mà sự học của các Bồ Tát không có giới hạn nên không ngăn ngại. Do điều này nên đã nói không giới hạn thì không có ngăn ngại. Bồ Tát Quang Tịnh bạch Phật, thưa Đấng Thiên Trung Thiên, nguyện xin Ngài thị hiện cảm ứng, khiến cho các vị chánh sĩ vân tập đến đây, để cho chúng hội này được nghe pháp đã nói, ai cũng được hiểu, không còn hoang mang nữa. Vì sao? Vì hạnh của những tổ thâm sâu, sự luận bàn kinh pháp của Ngài cũng thiết yếu vi diệu nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn liền hiện điềm lành, thì Nhuyễn Thủ cùng với 25 vị chánh sĩ và các thiên tử đến chỗ Phật, cúi lại dưới chân rồi đứng sang một bên. Bồ Tát Quang Tịnh nói với Nhuyễn Thủ, thưa nhân giả, vì có gì nhân giả ra khỏi hội Như Lai, một mình ở chỗ khác mà luận giảng kinh pháp? Nhuyễn Thủ đáp, này Thiện Nam, biết Đức Như Lai rất tôn quý mà mình không thể sánh nổi với chư Phật Đại Thánh. Cho nên tất cả những điều đã nói hoặc sợ chẳng đúng, nên tôi tránh ở một bên. Là nói lại hỏi Nhuyễn Thủ, nhân giả đã nói pháp gì, có đúng với Như Lai không? Nhuyễn Thủ đáp, điều tôi nói Đức Thế Tôn đã biết rồi. Quang Tịnh nói, tuy nhiên xin nhân giả cứ nói ý ấy ra đi. Đáp, như cần kiếp thì tôi sẽ tuyên nói ngay bây giờ. Thưa Thiện Nam, những điều đã nói chẳng trái với pháp giới, chẳng mất bản thể vô vi, chẳng mất bản tế. Nếu điều đã nói được như thế thì đúng với Như Lai. Lại nữa, nếu những điều đã nói không tranh cãi chân lý, không trách cứ, không khởi dậy, cũng không nhân duyên, không có sắc tượng, cũng không so sánh được, tức là vân thuận theo Như Lai, không đồng với ngã, không giống hình người khác, chẳng ngang bằng diện mạo của pháp, không phải không khác tướng, không có tướng đầu tiên hay cuối cùng, không có tướng nê hoàng, nói như thế là đúng với Như Lai. Đến đây, Thế Tôn bảo Nhuyễn Thủ, hay thay, ta thích lời nói này, đúng như ông đã nói. Nói như thế là không trái với Như Lai. Lại nữa, này Nhuyễn Thủ, giả sử sẽ lìa tất cả các an lạc mà không rối loạn, nếu chẳng cần xa lìa các đối tượng của tưởng, không có các tưởng, có nói điều này là đã về với tịch nhiên mà chẳng chuyển động. Người mặc áo giáp công đức lớn, tâm ý định tĩnh mà nói pháp thì không thể hủy hoại kinh điển ấy. Chẳng thấy có các pháp tăng lên, có hủy diệt. Nói những điều như thế thì đúng với Như Lai. Khi Phật nói lời này, 800 Bồ Tát chứng đắc được pháp bất khởi. Phẩm 3. Cử bát. Bây giờ 1.200 thiên tử ở trong chúng hội mà thuở xưa họ đã tạo hạnh Bồ Tát, bây giờ đã quên mất đạo ý, chí chẳng kiên cố nên tự nghĩ, Phật tuệ lòng lộng chẳng thể hạn lượng, ý đạo vô thượng chánh chân khó thể hiểu được, sự học của Bồ Tát mà chẳng thể thành tựu thì tối chánh giác, rất khó có thể đạt được. Đối với điều này, chúng ta chẳng thể học hỏi được.
chỉ bằng đổi lại cầu học thanh văn duyên giác để nắm chắc diệt độ. Bây giờ, Thế Tôn biết được ý nghĩ trong tâm của các thiên tử, thấy những người này kham nổi đạo vô thượng chánh chân, làm tối chánh giác mà lại muốn phá bỏ, chỉ theo tiểu thừa, Phật bốn khuyến hóa các thiên tử, nên rời khỏi đạo tràng, ở trong chúng hội, hóa là một vị trưởng giả, tay bưng bình bát, đựng trăm món đồ ăn, thức uống, đem đến chỗ Đức Phật, rồi bạch với Đức Thế Tôn. Kính thưa Đại Thánh, xin Ngài xót thương nhận thực phẩm cho. Phật liền nhận lấy bát, Bồ Tát Nguyện Thụ đứng dậy, đến chỗ Đức Phật chắp tay bạch. Hôm nay được bữa ăn thịnh soạn, hẳn phải nghĩ đến ân xưa, con xin chí thành lắng nghe. Đức Đại Thánh đâu chỉ ăn mà chẳng đem đạo Pháp ban cho chúng sinh. Xin gia ân đem đạo Pháp ban cho để khắc phục lại ý tưởng trước kia. Đến đây hiền giả Xá Lợi Phất tự nghĩ, Nguyện Thủ trước kia đã có ân đức gì mà lại nói với Đức Thế Tôn là tuy nhận bữa ăn cũng nên hồi tưởng lại ân Pháp trước đây, rồi bạch Phật. Bồ Tát Nguyện Thủ đời trước đã có ân gì với Đấng Đại Thánh mà thưa Như Lai tuy nhận thức ăn nhưng phải nghĩ đến ân Pháp đời trước. Phật dạy, hãy đợi trong giây lát thì ông sẽ tự phát hiện ra. Như Lai đã biết, chẳng phải ông đã kịp hiểu ra. Rồi Đức Phật liền thả bát xuống đất, bát rơi xuống biến mất, đi vào các cõi Phật. Cái Đức Phật chánh giác hiện đang tại thế, mà mỗi đều thấy bát ở dưới chân mình. Ở tại phương dưới cách đây các cõi Phật, nhiều bằng 72 lần các sông Hằng, đến cõi nước của Đức Như Lai Quang Minh Vương, tên là Chiếu Diệu, bát trụ ở trên hư không của nước ấy, không ai nắm giữ mà tự nhiên đứng vững. Chúng đệ tử các Đức Phật hiện tại đều thưa hỏi Đức Phật của họ là bát từ đâu đến. Các Đức Phật đều bảo với họ ý như sau. Thế giới phương trên có cõi nước tên là Nhẫn, ở đó có Đức Như Lai tên là Năng Nhân, hiện đang thuyết pháp. Đức Năng Nhân Như Lai thả rơi bát ấy để mà khuyến hóa các Bồ Tát có tâm sai khác, ý chí thoái lui. Đến đây Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, ông hãy đi tìm bác, hãy quan sát biết được chỗ mà bác đã đến. Xá Lợi Phất tức thời vâng lời, tự dùng trí lực vâng thánh chỉ của Đức Phật và tăng muội chánh thọ, dùng một vạn định vượt qua một vạn cõi Phật, tìm kiếm khắp nơi mà chẳng biết bác ở đâu, liền trở về bạch Phật. Kính thưa Thế Tôn, con tìm mà chẳng thấy, chẳng biết bác ở đâu. Thế rồi Thế Tôn bảo Đại Mục Kiền Liên, nay ông hãy đi tìm kiếm bác về, hãy quan sát bác hiện ở chỗ nào. Mục Kiền Liên nhận lời rồi, dùng lực thần túc, vâng thánh chỉ của Đức Phật bằng tay mùi chánh thọ vào 8.000 định, trong phút chốc vượt qua 8.000 cõi Phật, tìm kiếm mà chẳng thấy, chẳng biết chỗ của bác, liền trở về bạch Phật. Con đã dùng hết thần lực mà chẳng tìm được bác, đâu có thể trọn bổn phận ư. Thế Tôn bảo Tu Bồ Đề, ông hãy đi tìm bác, biết chỗ nó đến để đem về lại. Tu Bồ Đề cũng liền nhận lời bằng tam bộ chánh thọ vào 12.000 định, trong phút chốc vượt qua 12.000 cõi Phật để tìm mà chẳng thấy bác, chẳng biết chỗ dừng của nó ở đâu. Như vậy, cả 500 vị thanh văn ở tại hư không đều hiện thần túc, sức tam muội thần thông, thể lực bậc thánh, thiên nhãn nhìn suốt để đi tìm bác mà chẳng biết chỗ đến của nó, cũng chẳng thể tìm được. Khi ấy Tu Bồ Đề liền đến trước Bồ Tát Từ Thị nói, thưa nhân giả, nhân giả là bậc tài cao, là Như Lai nhất sinh bổ xứ, sẽ chứng đạo vô thượng chánh chân, thành tối chánh giác. Ân từ bi rộng lớn, đạt nhiều trí tuệ, mọi người chẳng bị kịp. Một mình đi lại ba cõi mà không bạn bè, chắc nhân giả biết bác ở đâu. Xin nhân giả có thể đến đó, kính cẩn mang về đây, may ra nhờ uy lực của nhân giả mà bác được mang trở về. Bồ Tát Từ Thị đáp lại Tu Bồ Đề, đúng như nhân giả đã nói, tôi thọ được tuệ Như Lai sẽ thành chánh giác. Hôm nay Nguyện Thủ đã khởi định ý tiếng, dừng ngồi đứng tôi đây không bị kịp, chẳng thể hiểu rõ tam muội ấy. Thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, tuy vào đời sau tôi sẽ thành Phật, có số Bồ Tát nhiều như các sông, nhưng tất cả đều là cho Bồ Tát Nguyện Thủ đã khai hóa, dẫn dắt. Muốn biết cất một bước chân đã nghỉ, chẳng biết về đâu. Vậy nên thưa nhân giả, chúng ta phải thỉnh Bồ Tát Nguyện Thủ, chỉ có vị đại sĩ ấy mới biết được nơi chỗ mà bác dừng, mới đảm nhận việc đem bác về lại thôi. Rồi Tu Bồ Đề thưa với Đức Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn rủ lòng ban lời dạy bảo.
Đức Đại Thánh liền sai Nguyện Thủ đi lấy bát. Nguyện Thủ vâng lời, tự nghĩ rằng ta chẳng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chẳng rời khỏi chúng hội mà ban bát về lại đây. Nguyện Thủ vào Tam Muội tên là Phổ Siêu, thì các Bồ Tát ở đây đều định ý chánh thọ. Lúc này Nguyện Thủ duỗi bàn tay phải vào trong lòng đất, vượt qua phương dưới, vượt qua các đức Phật, đại thánh nhiều vô cùng, rồi lần lượt bàn tay của Bồ Tát làm lễ từng vị một. Trong bàn tay ấy tự nhiên có tiếng xưng tụng Đức Như Lai Năng Nhân, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, rồi kính hỏi thăm vô lượng các đức Phật đang ở đời. Khinh thường lợi dưỡng thế lực, đi ở được an ổn chăng? Rồi từ mỗi một lỗ chân lông trên bàn tay, cánh tay ấy tự nhiên xuất phát hàng trăm ngàn vạn ức ánh hào quang sáng chói. Mỗi một hào quang đều biến hiện ra trăm ngàn hoa sen. Trên mỗi hoa sen ấy đều có đức hóa Như Lai đầy đủ tướng tốt. Tất cả đều ngồi kiết già trên hoa sen. Rồi từng vị Thế Tôn ấy đều cùng khen ngợi danh đức công huân của Đức Năng Nhân Như Lai. Hiện tượng này đã trải qua các cõi Phật. Ngay khi ấy, các đất nước đều chấn động sáu cách các cõi nước của chư Phật. Ánh sáng tự nhiên chiếu soi khắp nơi. Tất cả các cõi Phật đều hiện ra bàn tay ấy. Lại nữa, các cõi Phật lại tự nhiên có lụa ngũ sắc, cơ phướng lộng báu, không chỗ nào chẳng trang nghiêm, hoa tung khắp chốn, trang sức nơi nơi. Bàn tay của Bồ Tát Nguyện Thủ đi qua các cõi Phật nhiều bằng 72 lần các sông. Làm lễ các đức Phật xong, bỗng trong chốc lát, bàn tay ấy đến thế giới chiếu diệu. Ở đó có cõi nước của Đức Phật Quang Minh Vương. Làm lễ Đức Phật xong, tự nhiên bàn tay ấy phát ra âm thanh lớn xưng tụng Đức Năng Nhân Như Lai, kính hỏi vô lượng việc. Đức Như Lai Minh Vương có vị Bồ Tát thị giả tên là Quang Anh, liền thưa với Đức Như Lai ấy rằng, đây là bàn tay nào mà thù thắng vi diệu, lòng lộng uy thần khó bì kịp vậy? Sao tự nhiên phát ra trăm ngàn vạn ức ánh hào quang sáng rực? Trong mỗi ánh hào quang ấy đều hóa ra trăm ngàn hoa sen trang nghiêm thanh tịnh. Trên mỗi một hoa sen đó đều có Như Lai an tọa, là ca ngợi công huân của Đức Năng Nhân thánh triết. Đức Phật Quang Minh Vương bảo thị giả Quang Anh, có thiền nam ở phương trên, cách đây số cõi Phật nhiều bằng 72 lần các sông. Ở đó có thế giới tên là Nhẫn, có Đức Như Lai Chế Chân Đặng Chánh Giác hiệu là Năng Nhân, hiện đang thuyết pháp. Ở đó có vị đại sĩ tên là Nguyễn Thủ, ông ấy mặc áo giáp với đức, giới đức không thể nghĩ bàn. Có tất cả thần thông, độ vô cực, tự tại ở chỗ ngồi, chẳng hề đứng, mà di chuyển bàn tay đến đây để mang bát về. Khi ấy, các vị Bồ Tát ở cõi của Đức Phật Quang Minh Vương đều khát khao, ngưỡng mộ, muốn được chính mắt thấy đại sĩ Nguyễn Thủ ở thế giới Nhẫn của Đức Năng Nhân Như Lai kia. Đức Phật Quang Minh Vương biết hết suy nghĩ trong tâm ý của chúng hội, liền phóng ra hào quang, mi đảnh tướng, ánh sáng đó chiếu suốt qua các cõi Phật nhiều bằng 72 lần các sông, lên đến cõi Nhẫn, không chỗ nào mà chẳng sáng rực rỡ. Có chúng sinh nào ở đó được nhờ ánh sáng ấy soi rọi thì tất cả được yên ổn, không có hoạn nạn. Như ở bốn cõi của Hoàng đế Chuyển Luân Thánh Dương, có những người tu hành tinh chuyên, học định, gặp ánh sáng ấy thì đều được tu đà hoàng. Người đã đắc thiền định rồi thì qua hết ba cõi, đạt được tức tứ chứng đức. Người đã lậu tận rồi thì được vào tám cửa giải thoát. Bậc La Hán thiền định thì được vô trước nguyện. Thân các vị Bồ Tát được ánh sáng ấy soi rọi thì đều thành tựu được Nhật Quang Tam Muội. Như thế, các Bồ Tát đại sĩ của cõi Phật Quang Minh Vương Như Lai, nhìn Đức Thế Tôn Năng Nhân, Bồ Tát Nguyện Thủ, tất cả chúng thanh văn, tỳ kheo, các vị Bồ Tát Quang Anh nhìn thấy các Bồ Tát của thế giới Nhẫn, liền rơi nước mắt, rồi đem lời này bạch với Đức Phật. Kính thưa Thế Tôn, như nước tinh khiết phi diệu, như châu sáng như ý mà bị rơi vào chỗ bất tịnh, thật đáng thương tiếc. Các vị Bồ Tát này sinh ở thế giới Nhẫn cũng là như vậy, rất đáng thương cảm. Đức Phật Quang Minh Vương bảo Bồ Tát Quang Anh rằng, ông chớ tuyên bố lời này, vì sao? Ở cõi Phật chúng ta mà siêng tu thiền hạnh đến 10 kiếp, chẳng bằng ở cõi Nhẫn tu từ sáng đến sớm. Từ sáng sớm đến buổi ăn sáng, phát khởi tấm lòng thương nghĩ đến chúng sinh, công đức này tối thắng không ai bằng, khó có thể bì kịp. Vì sao? Vì các chúng Bồ Tát đại sĩ ấy không có ấm cái, trần lao đã hết.
các vị ở cõi nhẫn hộ trì chánh pháp thì công đức chẳng thể lường. Bây giờ các vị Bồ Tát ở cõi nhẫn được ánh sáng chiếu vào thân mình thì hỏi đấng thiên trung thiên năng nhân: Thưa Thế Tôn, đây là ánh sáng gì? Ai đã phóng đến tiêu diệt hết các hết trần lao, khiến chúng con không còn tỳ vết? Phật bảo: Này các thiện nam, ở phương dưới cách đây số cõi Phật nhiều bằng 72 lần các sông, có một thế giới tên là Chiếu Diệu. Đức Như Lai ở đó hiệu là Quang Minh Vương Như Lai Chí Chân. Ấy phóng ra hào quang, mi đảnh quang. Ánh sáng ấy chiếu suốt qua các cõi Phật nhiều bằng 72 lần các sông. Ánh sáng rực rỡ đó soi đến từ cõi ấy. Khi đó, các Bồ Tát và chúng thanh văn đều bày tỏ với Đức Phật: Kính thưa Thế Tôn, chúng con muốn nhìn thấy thế giới Chiếu Diệu, Đức Quang Minh Vương Như Lai và các chúng Bồ Tát ở đó. Năng nhân Như Lai từ lòng bàn chân phóng ra hào quang thiên bức tướng luân quang. Ánh sáng ấy chiếu khắp cõi Phật nhiều bằng 72 lần các sông ở phương dưới. Đến cả cõi Chiếu Diệu không đâu mà không cùng cấp. Ở thế giới phương dưới, thân của các chúng Bồ Tát nhờ ánh sáng ấy đều thành tựu được Tam Muội Tu Di Quang. Bây giờ ở cõi Phật này và thế giới kia có hiện tượng từ cõi ấy nhìn thấy cõi kia, từ cõi kia nhìn thấy cõi này, nhìn thấy qua lại lẫn nhau, giống như người ở cõi Diêm Phù Đề này, đứng trên đất ngẩng lên nhìn mặt trời, mặt trăng, và ở thế giới phương dưới, họ quan sát các Bồ Tát, Đức Năng Nhân Như Lai và thế giới nhẫn. Cũng như vậy, còn nhân dân cõi này nhìn thấy ở phương dưới giống như chư thiên, đứng trên đỉnh núi Tu Chi, cúi nhìn xuống thiên hạ ở cõi Diêm Phù Đề. Các vị Bồ Tát trên đó nhìn thấy Đức Quang Minh Vương Như Lai. Các vị Bồ Tát dưới đó mặc áo giáp đại đức khó bì kịp, khó đo lường được. Lúc này Bồ Tát nguyện thủ để bàn tay phải đến cõi Chiếu Diệu, cõi Đức Phật của Đức Quang Minh Vương Như Lai ở giữa hư không. Bàn tay ấy liền cầm lấy bát, rồi cùng với vô số trăm ngàn các chúng Bồ Tát có khuyến thuộc vây quanh, vọt lên phương trên, bàn tay bưng bát đã trải qua các cõi Phật. Chuyển dần lên trên thì ánh sáng hoa sen liền biến mất, bàn tay phải cầm bát trở về thế giới nhẫn. Bồ Tát chuyển thủ ở trước Đức Đại Thánh, quỳ xuống, dâng bát trao lên, rồi bạch Đức Thế Tôn: Kính mong Thế Tôn rũ lòng nhận cho. Phật liền nhận lấy bát, các Bồ Tát cùng bàn tay Bồ Tát chuyển thủ đều đã trở về lại đến chỗ Đức Phật cúi đầu xuống đất. Mọi người đều tự nguyện tự tuyên xưng danh hiệu Đức Như Lai rồi kính hỏi thăm. Đức Phật Đại Thánh đáng kính không lường, không thể thù thắng, dạy bước hóa độ không giới hạn, tự lực vô biên, vẫn được bình an, khang kiện chăng? Các chúng Bồ Tát đã kính hỏi thăm xong, lui về ngồi một bên, đúng vào chỗ ngồi yên ổn mà Phật đã chỉ cho. Bây giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Nay ông hãy lắng nghe, suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay ta vì ông nói, thuở xa xưa, khi thân ta tu tập Bồ Tát, là chính do nguyện thủ đã phát. Nay sở dĩ ông ấy nói cái ý rằng Thế Tôn tuy nhận thức ăn mà phải nghĩ đến cái ân pháp thí xưa, đó là chuyện đời quá khứ xa xưa, cách đây hàng ức trăm ngàn kiếp, nhiều vô số kể. Bây giờ có Đức Phật hiệu là Mạc Năng Thắng Tràng Như Lai Chí Chân đặng chánh giác, thế giới tên là Vô Biệt Dị. Đức Mạc Năng Thắng Tràng Như Lai có 84.000 chúng thanh văn, 12 ức chúng Bồ Tát Đại Sĩ. Đức Phật Thế Tôn ấy ở trong đời ngũ trược diễn thuyết giáo pháp Tam Thừa. Có một vị tỳ kheo làm pháp sư tên là Tuệ Vương. Sáng sớm đắp y mang bát vào nước hoằng quản khất thực. Tỳ kheo ấy khất thực được hàng trăm món, rất nhiều thức ăn, khất thực xong ra về. Đến ngã tư đường thì gặp con của một trưởng giả, của một gặp con của một tôn giả tên Ly Cấu Tý. Sa trông thấy vị tỳ kheo đi đến thì rời khỏi nhũ mẫu, theo vị tỳ kheo xin ăn. Khi ấy vị tỳ kheo cho đứa bé một thứ mật ngon. Đứa trẻ ăn vào, biết mật ấy ngon ngọt, liền theo vị tỳ kheo. Khi mật sắp hết, nó quay lại nhìn nhũ mẫu, ý muốn được bồng trở lại. Vị tỳ kheo lại cho mật, đứa trẻ lại đi theo, cứ tiến lên dần dần đến chỗ Đức Mạc Năng Thắng Tràng Như Lai. Hai người cúi đầu dưới chân Đức Phật, rồi đứng trước mặt Ngài. Đến đây vị tỳ kheo Tuệ Vương đem đồ ăn khất thực của mình cho đứa bé mà bảo: Này đồng tử, ngươi hãy đem của khất thực này cúng dường Như Lai. Đức Như Lai liền nhận của cúng dường đó,
thức ăn đã chuyển vào bát của Đức Phật mà chẳng giảm bớt, hao tổn tí nào, rồi lần lượt đem thức ăn khất thực ấy cúng dường cho 48.000 thanh văn, 12 ức Bồ Tát. Chỉ chừng ấy thức khất thực mà Đức Phật và Thánh chúng đều no đủ, cúng dường như thế trọn 7 ngày mà thức ăn khất thực ấy vẫn như cũ chẳng hề tổn giảm. Khi ấy đứa trẻ rất đổi vui mừng, phát sinh lòng thành đứng trước Đức Thế Tôn mà nói kệ tụng. Phật Thánh chúng no đủ, bát thức ăn chẳng hao, phụng sự đấng Thế Tôn, ruộng phước không nghi ngờ. Thế Tôn nhận no đủ, thức ăn chẳng giảm hao, dâng lên đấng Thế Tôn, đạo vô tận chẳng nghi, món ăn chẳng giảm bớt, vật cúng thành nhiều hơn, cung kính đặng chánh giác, pháp thanh tịnh tăng lên. Phật bảo Xá Lợi Phất, khi đó đứa trẻ dùng một bát thức ăn cúng dường Đức Thế Tôn và các thánh chúng, nương thánh chỉ Phật, lòng đã thanh tịnh nên đứa trẻ cúng dường đầy đủ trong 7 ngày mà thức ăn chẳng tổn hao. Tỳ kheo Tuệ Vương giáo huấn đứa trẻ quy y Phật, pháp và thánh chúng, thọ lãnh cấm giới, lòng gắng sám hối lỗi lầm, khuyến khích hỏi đạo, khi phát tâm đạo vô thượng chánh chân. Lúc ấy cha mẹ đứa trẻ đi kiếm con mình, tìm đến chỗ của Đức Như Lai Mạc Năng Thắng Tràng, cúi đầu làm lễ rồi lui về đứng một bên. Đứa trẻ hỏi thăm cha mẹ dùng kệ tán thán: chỉ con cầu Phật đạo, thương xót các chúng sinh, nhàn hạ khó gặp được, xin thân sinh cho phép, vả xem thân chánh giác, các tướng đẹp trang nghiêm, tuệ độ đến vô cực, đạo ý ai chẳng phát, con xin phép mẹ cha, được bỏ tục xuất gia, thuận theo lời dạy trí, được học định tịch tỉnh. Cha mẹ liền đáp là: đại chúng ta ưa thích, nhờ con mà biết được, cũng nguyện muốn bỏ nhà. Phật bảo Xá Lợi Phất, khi đó đứa trẻ hóa độ cho cha mẹ mình và 500 người đều tâm niệm học pháp. Ý chí ấy đặt ở đạo vô thượng chánh chân, tất cả đều ở đời Đức Phật ấy, bỏ nhà, tu đạo, đều được Đức Phật dạy cho hạnh của đạo Bồ Tát như sáu độ vô cực, bốn đẳng tâm, bốn ân, vân vân, phân biệt hiểu rõ về không, tinh tấn chẳng biến nhát, tự tu chứng đến Phật quả. Này Xá Lợi Phất, có biết Tỳ kheo Tuệ Vương làm pháp sư bấy giờ là ai khác ư? Chớ có ý niệm ấy, vì sao? Vì chính là Bồ Tát Nhuyễn Thủ vậy. Còn Ly Cấu Tý, con ông tôn giả ấy chính là ta đây vậy. Đời trước xa xưa, Bồ Tát Nhuyễn Thủ đã đem thức ăn cho ta để cúng dường Phật và thánh chúng, khiến cho ta phát tâm nơi đạo vô thượng chánh chân. Đó chính là nguồn gốc phát tâm ban đầu của bản thân ta. Do đó nên biết rằng hôm nay Như Lai đã thành tuệ thánh giác vô cực, 10 lực bốn vô úy, 18 tuệ bất cộng vô hóa ngại, tất cả đều là do ân khuyến hóa của Bồ Tát Nhuyễn Thủ. Vì sao? Vì do từ khi phát tâm cho đến khi đạt được các thông tuệ, như ta đây đã nhờ nhân ấy mà đạt thành đại đạo. Nơi ta quan sát thấy ở các cõi Phật trong thế giới mười phương, nhiều không nói hết, không kể xiết, các Đức Phật hiện đang tại thế mà đồng hiệu là năng nhân, đều do nhân giả Nhuyễn Thủ đã khuyến hóa cả. Các vị ấy hiệu là Thạnh Thánh, hoặc hiệu là Minh Tịnh, hoặc tên là Sở Hoang, hoặc tên là Định Quang, hoặc gọi là Ly Lậu, hoặc gọi là Diệu Thắng, vân vân. Phật bảo Xá Lợi Phất, hôm nay ta dành ra một kiếp, hoặc hơn một kiếp để tuyên dương, diễn thuyết danh hiệu của các Đức Phật hiện đang chuyển Pháp Luân, mà do Bồ Tát Nhuyễn Thủ Đại Sĩ đã khai hóa, thì chẳng thể nói hết được, huống chi là kể về những người tu Bồ Tát Thừa, hoặc kể ở trên cung trời đau xuất, hoặc người trở lại vào thai mẹ rồi khi sinh ra lại bỏ nhà tu đạo, hoặc bậc ngồi dưới cây bồ đề, hoặc người ở chốn đạo tràng thành tuổi chánh giác, nhiều đến nỗi chẳng thể ví dụ được. Muốn nói lên sự thật này thì quả thật không hư dối. Bồ Tát Nhuyễn Thủ chính là cha mẹ của Bồ Tát vậy. Người thương xót khuyến hóa, hiển bày đạo lớn, nói đến người thân trong đời thì phải nói đến Bồ Tát Nhuyễn Thủ. Nên ta hướng về Nhuyễn Thủ để tuyên dương báo ân, lại nói rõ ràng. Mặc dù lúc đang ăn ấy có cúng cho ta bát thức ăn, nhưng ăn mãi vẫn còn. Thuở xưa của ta được ban cho trước chính là ở chỗ đó. Bây giờ 200 vị thiên tử sắp thoái lui, trong lòng đều nghĩ, ta phải kiên định ý chí, cung kính đạo pháp, tiêu trừ các nhân duyên, khử bỏ các căn nguyên,
Hôm nay Đức Thế Tôn lúc trước đã phát nguyện, Bồ Tát chuyển thụ khiến hóa và khai ngộ nhiều người, khiến đến với đạo mà chẳng thoái chuyển vô thượng chánh chân. Chúng ta sao lại muốn thoái lui? Sao ở trước Đức Như Lai lại dấy khởi ý thấp hèn, chỉ lại sùng bái việc nhỏ? Nay chúng ta phải bỏ thanh văn duyên giác, chỉ ân cần cầu ý đạo vô thượng chánh chân. Lúc Bồ Tát chuyển thủ duỗi bàn tay thì hiện biến hóa đến tận chỗ Đức Phật Quang Minh Vương, nơi đất nước ở phương dưới mà đặt bát vào tất cả mọi nơi, lại giảng thuyết việc nói kinh điển khai hóa tổ xa xưa. Ở các cõi Phật phương dưới, số loài chúng sinh nhiều không thể kể xiết trong các trong cõi của Đức Thế Tôn này, liền phát tâm đạo. Chúng sinh khắp mười phương thế giới đều đến cúng dường Bồ Tát chuyển thủ. Các Đức Phật Thế Tôn đều điều khiển lọng báu đến cúng thí kinh điển. Lúc ấy lọng báu che trùm tam thiên đại thiên cõi Phật. Từ các lọng báu kia tự nhiên phát ra âm thanh, quả đúng như đấng năng nhân đáng kính, quả đúng như lời Đức Như Lai đã tán dương. Chính đây là sự quyến hóa của Bồ Tát chuyển thủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.